Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm sưng, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mủ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xong, rồi dùng gừng và ngót sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình. Đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất,
nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uống tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bà bán hàng đưa cho hai quả bơ giống hệt nhau, nhưng biết chiêu, cô vợ vẫn chọn đúng quả ngon. 7 loại trái cây này hay bị các bà nội trợ chọn sai vì dựa vào màu sắc bề ngoài. Rất nhiều người chọn trái cây có hình thức bề ngoài đẹp mắt, về nhà mới phát hiện ra hạt nó quá chín hoặc vẫn còn xanh. Dưới đây là mẹo chọn trái cây ngon nhất của các chuyên gia để chị em nội trợ đi chợ, dù người bán hàng có đưa ra hai quả giống hệt vẫn có thể chọn đúng trong tích tắc. Cách chọn mua lựu. Các lớp vỏ quả lựu ngon sẽ có màu đỏ đến đỏ đậm và không có những đốm sậm. Quả lựu đã chín luôn nặng tay hơn quả chưa chín. Vì vậy, với hai quả có kích cỡ giống hệt nhau, hãy chọn quả nặng hơn. Nếu bóp vào trái lựu thấy quá mềm tay, thậm chí bị lõm xuống và không đàn hồi trở lại, đây là dấu hiệu lựu bị đông lạnh. Nếm lựu không có màu xanh. Cách chọn mua dứa. Không nên chọn quả dứa quá thơm vì nó là dấu hiệu của trái cây đang chín nở. Nếu bạn bấm vào một quả dứa và có vết móc tay thì đó là quả quá chín. Dứa vỏ xanh không hẳn là quả chưa chín mà chỉ là một loại dứa có màu sắc như vậy. Khi chọn dứa, quan trọng nhất là chú ý đến sự đồng đều trên màu sắc vỏ và các đốm sậm màu. Quả dứa chín hoàn hảo sẽ có phần lá màu xanh lá cây sậm và hơi héo ở đầu. Lá xanh tươi là do quả bị cắt quá sớm. Cách chọn mua bơ. Một trái bơ chín có thể có vỏ màu nâu hoặc xanh lá cây tùy thuộc vào giống. Do đó, khi người bán hàng đưa cho hai trái bơ cùng màu xanh, việc chọn bơ chín lúc này không phải dựa vào màu vỏ mà sẽ có cách khác. Bạn nên lắc quả bơ bởi hai quả bơ cùng màu xanh, nhưng quả bơ nào chín thì phần hộp bên trong sẽ tách ra và kêu lột cột. Ngoài ra, ấn nhẹ vào quả bơ, nếu nó hơi lộn xuống và nhanh chóng hồi lại thì là quả bơ đã chín, nếu không hồi thì nó đã quá chín. Cách chọn mua xoài. Xoài có thể màu vàng, xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào giống của chúng. Ở một số giống, bạn thậm chí không thể nói được quả chín hay chưa, chỉ bằng màu sắc. Cách để chọn xoài chín là sự xuất hiện của các đốm sậm màu trên vỏ. Nếu có một vài đốm sậm thì quả đã vào độ ngon ngọt nhất. Nếu bóp quả xoài cứng tay thì chúng chưa chín. Quả xoài chín nên mềm nhưng không nên quá mềm. Nếu chúng có thể bị bóp lỗm bằng ngón tay thì là do quá chín. Quả xoài chín có mùi thơm ngọt. Cách chọn mua bưởi. Vỏ bưởi có thể có màu vàng, xanh hoặc cam. Màu sắc không đều cho thấy hóa chất đã được sử dụng trong quá trình tăng trưởng, nhưng không nói gì về độ chín. Quả bưởi cứng và nặng tay sẽ có nhiều nước. Cách chọn mua đu đủ. Dấu hiệu chính của đu đủ chín là vỏ chuyển màu vàng hoặc cam. Màu vỏ còn xanh là đu đủ chưa chín. Các trái cây chín mọng nhất có màu vỏ đồng đều. Nhưng chú ý, nếu vỏ đã chuyển màu mà bóp vẫn thấy cứng tay thì đu đủ chưa chín mùi. Những đốm sậm màu sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của đu đủ, nhưng những đốm quá lớn thì có. Cách chọn mua chanh leo. Chanh leo chín có vỏ nhăn. Chanh leo để được khá lâu nên bạn có thể thoải mái lựa chọn thời điểm khui vỏ. Quả chín sẽ có màu nâu tím hoặc vàng. Chanh leo vỏ xanh rất chua vì chưa chín. Một trái chanh leo ngon nên nặng khoảng 50g và có đường kính 8cm. Cách chọn mua lê. Quả lê chín màu vàng và không có những mảnh vỏ xanh. Quả chín ngọt sờ hơi mềm tay và có mùi thơm.
Nếu phần vỏ bị chuyển màu với những đốm đen, chúng sẽ hỏng rất nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm, hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước, gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não. Nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác, xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị, sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1. Thông xị các cánh thang. Thông bạch 2 củ. Đạm đậu xị 4 gam. Liên kiều 8 gam. Cắt cánh 4 gam. Chi tử 2 gam. Trúc diệp 8 gam. Cam thảo 2 gam. Bạc hà cho sau 2 gam. Sắc uống. Bài 2. Đại liên kiều ẩm. Phòng phan 4 gam. Kinh giới 4 gam. Hoàng cầm 6 gam. Thuyền thái 2 gam. Hoạt thạch 8 gam. Xích thược 6 gam. Cam thảo 4 gam. Xài hồ 6 gam. Chi tử 6 gam. Liên kiều 8 gam. Ngưu bàn tử 8 gam. Sa tiền 12 gam. Mộc thông 6 gam. Đương quy 4 gam. Sắc uống. Bài 3. Sinh địa 12 gam. Ngan hoa 12 gam. Vỏ đậu xanh 12 gam. Hoàng đằng 8 gam. Lá tre 10 gam. Rễ sậy 8 gam. Cam thảo dây 12 gam. Sắc uống. Bài 4. Tan diệp 12 gam. Cam thảo đất 8 gam. Lô căng 10 gam. Trúc diệp 16 gam. Cúc hoa 8 gam. Ngan hoa 10 gam. Kinh giới 8 gam. Bạc hà cho sau 6 gam. Sắc uống. Bài thuốc nam. Dùng cây cỏ chân việt. Họ lúa 300 đến 500 gam. Rửa sạch, nấu với 2 đến 3 lít nước. Đun sôi 10 đến 15 phút. Gạn lấy 200 ml nước uống trong ngày. Nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hai lòng người. Kiên kỵ không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh vận. Bài thuốc uống. Bài 1. Phát đậu tán. Sinh hoàng kỳ 8 gam. Đương quy 4 gam. Kinh giới 4 gam. Cam thảo 2 gam. Cắt cánh 4 gam. Phòng phan 2 gam. Sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc. Nay hỏa độc còn ẩn nấu bên trong bị loại ra hết. Bài 2. Kim ngân 12 gam. Liên kiều 8 gam. Bồ công anh 16 gam. Sinh địa loại nhỏ 12 gam. Xích thược 8 gam. Chi tử sao 8 gam. Sắc uống. Da giảm: nếu có đau họng, thêm xạ can 4 gam. Sơn đậu căng 8 gam. Bị phiền táo: da hoàng liên 8 gam. Táo bón: da đại hoàng. Khát nước: miệng khô. Da thiên hoa phấn 8 gam. Sa sâm 8 gam. Mạch môn 10 gam. Thông bạch và đạm đậu xị là hai vị thuốc trong bài thông xị các cánh thang, trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tà xuất hiện ở phần vị.
Các cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán trị thủy đậu giai đoạn nặng. Độc tà xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh. Cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, ribolavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thầy Lang nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang. Bằng phương pháp bí truyền, ông Nguyễn Minh Chu, sinh năm 1931, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 60 năm qua đã chữa trị cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh sỏi thận chỉ với một nắm lá cây tươi. Dũng sĩ diệt mỹ diệt sỏi thận. Ông Nguyễn Minh Chu có vẻ ngoài hiền lành, chân chất, chân đi đất, quần sắn ống cao ống thấp. Trong ngôi nhà ba gian thấp lè tè đã có những vị khách tứ phương đến xin thuốc. Chưa kịp để khách nói gì, ông cười nói: các chị trẻ thế này chưa mắc bệnh sỏi thận được, các chị đến đây có việc gì, đến hỏi thuốc cho người thân hả? Ông Nguyễn Minh Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em, 3 trai, 2 gái. Tuy nhiên, ông lại là người duy nhất được bố truyền lại cho bài thuốc nam chữa sỏi thận gia truyền. Ông nói về bài thuốc gia truyền của gia đình với giọng đầy tự hào. Từ đời ông nội, đời bố, rồi bây giờ tới lượt tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề thuốc nam. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu, chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận. Nơi ông Chu ở là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đồ đạc sơ sài. Tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm bằng khen của đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn,
đường Hồ Chí Minh đoàn 559. Trong nhiều trận đấu, ông đoàn được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62 ở Quảng Ngãi. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã liều mình chuyển khẩu Đạ Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự được nhận bằng khen dũng sĩ diệt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc, chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở mọi miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói, đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn. Có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông Chu còn nhiệt tình gửi thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể, tôi nhớ ngày ấy bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi rừng cùng. Tôi biết những loại lá cây làm thuốc chữa sỏi thận từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới truyền lại nghề cho tôi. Cụ không chữa được nhiều bệnh, nhưng riêng với sỏi thận thì chưa đào hàng trường hợp nào. Ông Chu tự hào khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc chữa bệnh trong cây thuốc nam không giống như thuốc bắc hay thuốc tân dược mà phải chữa bằng cả tâm linh và cây thuốc. Qua cách lý giải của ông, chúng tôi mới hiểu tại sao các thầy lang thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa cho người bệnh. Ông cho biết, tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Dời, núi Hót. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có loại lá tôi chỉ được lấy vào đúng 5 giờ sáng. Có loại lấy vào lúc chiều tối khoảng 17 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc cũng cần hợp tay. Trước kia anh trai ông cũng thử theo ông lên rừng hái lá thuốc nhưng không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá câu, chắc chuyền, cỏ xước, nha đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi kết hợp với vài lạ lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá đem về, ông rửa thật sạch, để rau nước rồi đem vào giã cối. Ông cho biết, phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bọt và nhuyễn, chứ xay bằng máy thì không hiệu quả. Mỗi mẻ, ông giã tán trong khoảng 15 phút, lọc rồi pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày, thay cho nước lọc, để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh. Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười dí dỏm. Tôi có nói hết 20 vị thì mọi người cũng không biết được đâu. Và lại, đây cũng là bí mật gia truyền, tôi xin phép không chia sẻ. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông rất hiệu quả. Có những bệnh nhân sáng uống thuốc, chiều ra sỏi, đó là những trường hợp bị nhẹ. Có trường hợp sốt ruột, muốn sỏi ra ngay. Ông cho biết, có thể làm được như vậy, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần phải uống thuốc để sỏi mòn, ra từ từ. Với sỏi kích thước khoảng 1-2 ly, ông khẳng định, chỉ uống thuốc nửa tháng là khỏi. Loại sỏi nặng 4-5 ly, chỉ cần uống hết 10 chai thuốc nước của ông là khỏi, mỗi chai 1,5 lít. Tại nhà ông Chu, chị Nguyễn Thị Đào, Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ, tôi đã uống hết 10 lít nước thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc dễ uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sỏi thận, đi chữa ở bệnh viện mà chưa thấy dấu hiệu thiền chuyển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, Hội Người Cao Tuổi thôn Tiền Đình cho biết, tôi bị sỏi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đặt uống thêm mấy chai cho dứt điểm, ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sỏi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bồng bột chữa là hết độc. Trước hết băng chặt phần trên vết thương lại cho máu độc không lan rộng. Sau đó đem thái hoặc giã lá bồng bột, lọc lấy nước, cạy mồm bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt,
có cách chữa mèo là bố ông truyền lại, lấy vài sợi tóc, bò rối lại và đánh trực tiếp vào vết thương bị rắn cắn. Cách này có tác dụng loại bỏ nọc độc của rắn, ông Chu cho hay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng quá tin vào ý nghĩa của những con số đánh mã trên hoa quả nhập khẩu. Theo Giám đốc Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, mã FLU được sử dụng tự nguyện và Việt Nam hiện nay chỉ quản lý đầu mã số quốc gia 893. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội lại cho rằng, những mã số khi không có cơ quan chức năng đứng ra chịu trách nhiệm thì người tiêu dùng không nên quá tin tưởng. Dân mạng xôn xao bàn tán về ý nghĩa những con số được gắn trên hoa quả nhập khẩu. Mỗi khi đi siêu thị hoặc đến cửa hàng hoa quả nhập khẩu để lựa chọn trái cây cho bản thân và gia đình, có bao giờ bạn để ý đến những con số được gắn trên chúng và tự hỏi mã số ấy có ý nghĩa gì? Theo kinh nghiệm của nhiều người, những mã số này được gọi là PLU, Fresh Lookup, hiển thị các thông số về chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh thực phẩm sạch và bẩn đang tồn tại lẫn lộn như hiện nay, những con số này được bà nội trợ đặc biệt quan tâm, coi nó là cách giúp phân biệt chất lượng của các loại hoa quả. Theo chia sẻ của nickname TN, bí kíp khi đi siêu thị mua hoa quả nhập khẩu là nhất định phải nhìn vào mã vạch trên từng loại quả. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu bằng số 3, đây là trái cây được xử lý bằng công nghệ ion hóa, TN viết. Theo thông tin trên nhiều trang mạng khác, hoa quả sử dụng công nghệ này được nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Liều lượng chiếu xạ ion tùy thuộc theo luật của từng nước, ví dụ như Mỹ theo quy định của FDA, Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế. Vì thế, theo TN, nếu nhìn thấy mã vạch này, người tiêu dùng có thể tin tưởng và chọn mua sản phẩm. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu là 4, ký hiệu này cho biết trái cây có sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong khi trồng và có chất bảo quản khi hái xuống. Vì vẫn sử dụng cách gieo trồng truyền thống, nên rất có thể trong các lọ hoa quả này vẫn tồn dư các chất gây độc hại như. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu là bón, ký hiệu này cho biết trái cây có sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong khi trồng và có chất bảo quản khi hái xuống. Vì vẫn sử dụng cách gieo trồng truyền thống, nên rất có thể trong các lọ hoa quả này vẫn tồn dư các chất gây hại cho sức khỏe và người tiêu dùng. Đáng nói nhất là nếu trên tem có dãy số bắt đầu bằng 8 là loại trái cây biến đổi gen, tuyệt đối nên tránh. Trái cây đáng được mua nhất, theo TN và nhiều bà nội trợ khác, chính là khi trên tem có 5 chữ số bắt đầu bằng số 9. Lý do là các lọ hoa quả này được canh tác theo phương thức hữu cơ, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học và rất an toàn với sức khỏe. Tuy nhiên, vì có tiêu chuẩn cao nên chúng thường có giá rất đắt. Vậy nên, chị em mua trái cây nhập cho con nít ăn, có tiền thì chơi luôn số 9 cho lành. Loại số 4, người ta hay biếu tặng trong giỏ. Nếu ăn, nhớ ngâm nước muối và gọt vỏ. Nickname này đưa ra lời khuyên. Ngay sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, những thông tin mà TN cung cấp lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Không ít bình luận cho rằng bản thân họ cũng từng nghe qua về mã vạch PLU, tuy nhiên lại ít khi để ý đến nó. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng mã PLU chỉ nên xem như một kênh tham khảo chất lượng, không nên quá tin tưởng vào nó. Người tiêu dùng không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ. Trao đổi với chúng tôi, ông Phó Đức Sơn, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng cho biết, mã tra cứu giá PLU là loại mã của Hiệp hội Tiêu chuẩn Nông sản Quốc tế. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của các tổ chức này, thì mã PLU được sử dụng cho các nông sản được bán dạng rời, tự do, theo cân hạt từng sản phẩm, ví dụ quả táo hay bó rau. Mã PLU gồm 4 hạt 5 ký tự. Mã này thường được sử dụng tại quầy thanh toán để xác định giá của sản phẩm gắn mã. Việc sử dụng mã PLU là tự nguyện, và có các giải mã 3.000, 4.999, 93.000, 94.999 và sẽ có thể mở rộng giải 83.000,
84.999 trong tương lai, ông Sơn chia sẻ. Theo ông Sơn, tiền số 9 đứng đầu của mã VLU, 5 ký tự dùng để chỉ thị các sản phẩm gắn mã thuộc nông sản nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ, nông sản hữu cơ. Đối với VLU, 4 chữ số thường để gắn cho các nông sản được nuôi trồng theo cách phổ biến, thông thường. Tuy nhiên, ông Sơn cho hay, theo tài liệu hướng dẫn thì không thấy đề cập đến số 3 của mã PLU 4 ký tự là để chỉ nông sản được xử lý bằng công nghệ bức xạ ion hóa như thông tin lan truyền trên mạng. Ông Sơn cũng cho rằng, để trả lời câu hỏi tiêu dùng, có nên tin tưởng vào các nhãn dán trên sản phẩm không? Đó là một câu hỏi vô cùng khó, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của người bán hàng. Theo ông Sơn, trên thị trường hiện nay còn có một loại mã khác, đó là GX1. Trên sản phẩm nông sản bán theo dạng rời, tự do, đề cập trên đang được các nước khuyến khích áp dụng mã vạch GX1. Trên sản phẩm nông sản bán theo dạng rời, tự do, đề cập trên được các nước khuyến khích áp dụng mã vạch GX1. Datapa của tổ chức mã số mã vạch quốc tế GX1. Mã vạch GX1 Datapa có ưu điểm mang được nhiều dữ liệu hơn so với các mã vạch thuộc họ mã EAN trên UPC, thường in trên bao bì sản phẩm hàng hóa bán lẻ có đo lường cố định thông thường, bao gồm mã thương phẩm toàn cầu GTIN và các dữ liệu bổ sung liên quan sản phẩm như hạn sử dụng, số lô, ngày thu hoạch. Hiện nay, một số thị trường như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand đã tham gia và sử dụng hệ thống mã PLU của IFPS, nên nông sản nhập từ nước này về Việt Nam có thể có nhãn chứa mã PLU và mã vạch GX1 Datapa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ Khoa học Công nghiệp giao và đại diện của Việt Nam tham gia vào tổ chức MSMV quốc tế GX1 và được tổ chức GX1 quốc tế cấp mã quốc gia có đầu số 893. Hiện tại, Tổng cục đang tổ chức cấp và quản lý MSMV có đầu số 893. Trong khi đó, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng người tiêu dùng không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ, hoàn toàn tin tưởng vào tính xác thực của mã PLU. Theo ông Phú, các thông số trên sản phẩm nếu không được các cơ quan có uy tín chứng nhận, không trở thành quy định bắt buộc, xuất hiện trong các văn bản pháp quy và có cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm, thì người tiêu dùng chỉ nên xem nó như một cách để tham khảo khi mua hàng. Hiện nay, công tác nhập khẩu của chúng ta còn khá lỏng lẻo, nên theo tôi, các thông số này chỉ nên xem để tham khảo. Tôi cũng cho rằng, trước khi đòi hỏi người tiêu dùng phải thông thái, thì các cơ quan chức năng nên siết chặt quản lý, bảo vệ người dân tốt hơn, ông Phú nói thêm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ. À. Em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ. À. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. À. Lần trước em cũng liều màng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy.
chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì, nên Thư cười bảo với em. Con sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi, cô không có làm mấy chuyện thoát nước vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. Về gai và cuốn, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuốn sẽ có cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thịt sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhộp thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon, phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng, trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn, càng để lâu thì cuốn càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai, nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng để chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Mỗi sáng làm một ly nước để tăng cường sức đề kháng, khiến cô gái trẻ phải chạy thận cả đời. Viên sủi C, vitamin C là một loại dạng thuốc đang được dùng phổ biến hiện nay và bán tràn lan ở tất cả các nhà thuốc mà không cần kê đơn. Cảm, ho, sổ mũi, nhiệt miệng, mệt mỏi trong người, tất tần tật đều dùng tới loại thần dược này. Thậm chí, con em họ em mỗi ngày đều pha vài viên vào chai nước mang đi học như một loại nước uống giải khát. Rất nhiều lần em ngăn nó đừng làm như vậy nữa vì dùng viên sủi quá liều có thể gây loét dạ dày và bị sỏi thận. Nhưng nó không nghe lời, còn cãi lại, chị thì biết gì. Chị không thấy em uống cả năm nay rồi mà có sao đâu. Chẳng những thế, da dẻ còn đẹp hơn, người khỏe hơn, thon thả hơn. Chị không biết, chứ từ ngày em uống thuốc này, ai cũng khen em xinh đẹp hơn trước. Nghe nó nói mà em bực mình, đúng là điếc không sửa súng. Đùng một cái, một hôm em đang làm việc thì bạn học nó báo nó phải vào viện cấp cứu vì bị suy thận cấp. Ba chàng bón cản em chạy vào viện sau khi đã báo tin cho cậu mợ em là bố mẹ em họ. Vào viện thấy nó mà em xót, đủ thứ dày lùng bùn trên người. Nó nằm thiêm thiếp, mặt tái nhợt, nó đang phải chạy thận. Khi bác sĩ điều trị yêu cầu gặp người nhà, em bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói nó sẽ phải chạy thận, nhưng thời gian bao lâu thì chưa nói trước được. Nghĩ tới cậu mợ ở quê cày mửa mật trên cửa ruộng, chắc chiều từng đồng lo cho nó ăn học, bây giờ thế này, đã vậy ai cũng biết chạy thận tốn kém thế nào, không biết cậu mợ sống sao đây, rồi tương lai của nó, mọi thứ gần như chấm hết. Bởi vậy, thuốc thang là không được dùng tràn lan đâu các mẹ. Người ta bán tràn lan thì kệ người ta, mình phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình, đâu phải cứ thuốc bổ là uống kiểu gì cũng bổ. Không nghe phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai nói à, nghiện xê sủi sẽ dẫn đến tình trạng thừa vitamin C, tăng hấp thu canxi từ đường ruột vào, dẫn đến trong máu cao gây sỏi thận. Và từ sỏi thận, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến suy thận cấp. Tất cả các loại xê sủi đều chứa hàm lượng vitamin C cao, vì vậy có thể làm tăng hàm lượng axit trong dạ dày, ăn mòn dạ dày. Về lâu dài, có thể gây viêm loét dạ dày và làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn ở những người có tiền sử bệnh. Những đối tượng tuyệt đối không được uống xê sủi. Người bị huyết áp cao. Do trong các loại thuốc viên dạng sủi, trong đó có xê sủi đều chứa natri, muối, mà người bị huyết áp cao phải kiêng muối, tác nhân khiến huyết áp tăng. Người bị bệnh thận. Natri là một trong những thành phần của sỏi thận. Nếu natri tăng thì sẽ tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Mặt khác, với người bị bệnh thận, các chức năng của thận suy giảm. Khi nồng độ natri tăng sẽ tăng áp lực cho thận, làm bệnh thêm trầm trọng và có thể biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, vitamin C liều cao có thể cản trở quá trình làm loãng máu của aspirin, của các loại thuốc chống đông máu như warfarin hoặc heparin và các loại thuốc kháng tiểu cầu như clopidogrel. Vitamin C cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Những người dạng dùng insulin hoặc các loại thuốc của bệnh nhân tiểu đường, đường uống nên được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ khi sử dụng vitamin C. Lưu ý, khi sử dụng vitamin C, không nên uống gần thời gian uống thuốc tránh thai vì nó làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Về liều lượng, chuyên gia khuyến cáo với người lớn mỗi ngày dùng dưới 2 gram trong thời gian ngắn, khoảng tháng trở lại thì không gây nguy hiểm. Với trẻ con dưới từ 5 tuổi trở lên, ngưỡng hoàn toàn là 1 gram trên ngày. Trẻ dưới 5 tuổi chỉ được dưới 500mg trên ngày. Nếu người dùng bổ sung ngắn hạn dưới 3 tháng có thể không cần tư vấn, nhưng từ 3 tháng trở lên nhất thiết phải có chỉ định từ bác sĩ. Phó giáo sư Dũng cho rằng nếu người sức khỏe bình thường không cần thiết bổ sung, trường hợp bệnh nhân thiếu máu, suy dinh dưỡng, ung thư, ngộ độc mãn, ăn kém thì mới bổ sung vitamin C. Khi bổ sung cần cân nhắc khối lượng vì trong nhiều thực phẩm chức năng của vitamin tổng hợp và khối lượng có thể dao động sai số rất cao. Không như dược phẩm nên cẩn trọng tránh bị thừa. Người bổ sung vitamin C không uống lúc đói. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Giáo sư khẳng định sự thật về việc uống nước đun sôi để nguội gây ung thư. Mới đây, thông tin về nước đun sôi để nguội có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người do nhiễm các vi sinh vật đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Chuyên gia về thực phẩm lý giải về điều này như thế nào? Nước đun sôi có thể thiêu. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, thông tin nước đun sôi để 2 tiếng sẽ bị nhiễm độc là không có chứng cứ và khiến người dân mất niềm tin vào các thông tin sai lệch đó. Theo Phó Giáo sư Thịnh, nước đun sôi có thể được nấu từ nước tự nhiên, nước ao hồ, sông suối và nước máy đã được khử bằng calamin. Khi nấu nước, cũng như các thực phẩm khác, để nguội ra ngoài môi trường đều bị các vi khuẩn xâm nhập và gây ôi thiêu. Khi nấu nước, các vi sinh vật trong nước, trứng giun chết đi, bị phân hủy thành chất hữu cơ và trở thành thức ăn cho vi sinh vật xâm nhập vào. Nhưng nước sôi để nguội, hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn các loại thực phẩm như rau xanh, thịt, cá chứa, nên không bị ôi thiêu nhanh. Các thực phẩm rau, thịt, cá, nếu để ngoài môi trường, đặc biệt trời nắng như hiện nay, chỉ 5 tiếng đồng hồ là thiêu. Nhưng nước thì có thể lên đến 24 tiếng đồng hồ sau khi để nguội. Nếu nấu nước sôi để nguội bằng nước máy đã khử trùng, thì thời gian gây ôi thiêu có thể lâu hơn vì nước máy ít vi sinh vật, trứng giun, ít chất hữu cơ để làm thức ăn cho vi khuẩn. Để nhận biết nước đun sôi bị thiêu, bạn có thể cảm nhận bằng mùi vị như các thực phẩm khác. Nhưng theo Phó Giáo sư Thịnh, nước an toàn nhất vẫn là 24 giờ sau khi nấu. Còn thông tin để nguội sau 2 tiếng nhiễm độc là không đúng, bởi vi khuẩn xâm nhập vào nước đun sôi để phát sinh vi sinh vật gây độc cho con người cần nhiều thời gian chứ không phải 2 tiếng. Nhược điểm của nước đun sôi để nguội và nước qua máy lọc. Theo Phó Giáo sư Thịnh, hiện nay có nhiều công nghệ lọc nước và người dân mua về lọc uống thay vì đun sôi, làm chín nước bằng nhiệt như trước. Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng cân nhắc về mặt thực phẩm, nước đun sôi để nguội vẫn tốt hơn. Nguồn nước đun sôi để nguội, nếu không an toàn, có thể nhiễm các ion kim loại nặng như chì, thủy ngân. Khi nấu lên, không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, khi nấu sôi bằng nhiệt, oxy trong nước giảm đi, uống vào có thể gây đầy bụng. Phó Giáo sư Thịnh giải thích, bởi vì trong hệ thống đường ruột của chúng ta luôn có lớp vi sinh vật hoạt động giúp cho hệ tiêu hóa và chúng tồn tại được nhờ vào lượng oxy từ nước và thức ăn khác. Khi nước đun sôi bị bốc hơi, oxy bị bay đi, uống nước đó làm cho vi sinh vật không có oxy và chết đi gây đầy bụng. Do đó, nên nấu xong để nguội tầm 1-2 tiếng sau để oxy trong không khí bão hòa vào nước đó, khi đó uống là tốt nhất. Còn với nước lọc RO, Phó Giáo sư Thịnh cho biết, đây là lọc qua các hệ thống màng lọc để loại bỏ các vi khuẩn, chất rắn, các ion kim loại nặng. Nhược điểm của nước lọc RO là quá tinh khiết, không còn tự nhiên nữa. Cơ thể con người cần lượng khoáng chất cần thiết để hoạt động thông qua việc uống nước hàng ngày. Nhưng khi ta sử dụng nước lọc thì lượng khoáng này đã bị loại bỏ, gây nên tình trạng thiếu các khoáng chất cho cơ thể như sắt, kẽm. Nếu lạm dụng sử dụng bằng nước RO từ nước uống đến nước nấu nướng thì trong thời gian ngắn chúng ta mắc bệnh thiếu vi chất, thiếu khoáng chất, thiếu cân bằng điện giải. Sử dụng nước nào cũng có ưu và nhược điểm của nó, nhưng Phó Giáo sư Thịnh cho biết người dân vẫn theo truyền thống nấu nước để nguội uống và lý tưởng nhất vẫn là nguồn nước an toàn đun sôi để nguội uống trong ngày như các thực phẩm khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh,
dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.